Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube Tài Bóng Đá ở kỳ Euro 2020. Nếu nói về đội tuyển nào gây được nhiều ấn tượng nhất thì chắc chắn phải nhắc đến Italia. Thầy trò Roberto Mancini đã chứng minh họ không chỉ là ông vua vòng loại mà khi đến thời gian quan trọng, họ vẫn thể hiện được bản lĩnh đáng nể để xứng đáng có mặt tại chung kết Euro. Trong video hôm nay, hãy cùng Tài Bóng Đá nhìn lại hành trình tiến đến trận đấu cuối cùng tại Euro 2020 của đội tuyển Italia. Đừng quên like, subscribe và ấn nút chuông theo dõi để không bỏ lỡ các video mới nhất của chúng tôi. Được xếp vào bảng A cùng với những đối thủ tới cơ là xứ Wales, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ, việc Italia giành ngôi đầu bảng không quá bất ngờ. Tuy nhiên, màn thể hiện của họ qua từng trận đấu như là thứ gây ấn tượng. Ở trận giao quân, Italia đụng độ với Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng được đánh giá sẽ trở thành nửa ô của Euro 2020. Tuy nhiên, Italia đã giải mã được hoàn toàn đối thủ này sau hiệp một trận cuộc có phần chậm rãi. Bàn thắng đầu tiên của Azzurri lại đến từ pha đá phản lưới nhà của một cầu thủ đang thi đấu tại Serie A là Tenino. Sau đó, hai chủ công là Insigne và Immobile nổ súng khép lại chiến thắng 3-0 cho Italia. Sang đến trận gặp Thụy Sĩ, khi cỗ máy đã vào guồng, sự vượt trội của Italia còn thể hiện nhanh hơn nữa. Trận này, Immobile đã ghi bàn nhưng ngôi sao sáng nhất phải là Locatelli, cầu thủ đá thay cho Verratti trong hai trận đầu khi anh lập một cú đúp đẹp mắt. Khi đã cầm chắc tấm vé vòng sau, Mancini tay tới 8 người trong đội hình xuất phát ở trận đấu thủ tục với xứ Wales. Nhưng đổi bình không đổi rượu, Azzurri vẫn thể hiện được một lối chơi gắn kết hơn để giành chiến thắng tối thiểu. Người ghi bàn là Pessina. Nhìn chung, Italia đã kết thúc vòng bảng một cách hoàn hảo. Họ là một trong ba đội tuyển giành trọn vẹn 9 điểm. Italia vượt qua vòng bảng không thủng lưới một bàn nào, nhưng Mancini đã sớm cảnh báo với học trò rằng điều đó sẽ không thể tái diễn ở vòng loại trực tiếp. Và sự thật, trong cả 3 trận đấu đã qua tại thể thức sinh tử này, Italia chưa bao giờ giữ trắng lưới. Tuy nhiên, đối thủ của Italia vòng 1-8 là Áo. Ở trận này, Áo đã gây ra vô vàn khó khăn cho Azzurri và khiến 90 phút chính thức phải khép lại trong bế tắc. Tuy nhiên, tài thao lược xoay chuyển tình thế của Mancini đã thể hiện đúng lúc khi cả hai cầu thủ được tung vào sân từ ghế dự bị là Chiesa và Pessina đều đã lập công trong hiệp phụ, qua đó mang lại chiến thắng chung cuộc 2-1. Tiến tới vòng tứ kết, đối thủ của Italia là siêu cường Bỉ, đây là đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng FIFA suốt 4 năm qua. Tuy nhiên, lợi thế của Azzurri là Bỉ đã mất ngôi sao Eden Hazard, trong khi De Bruyne phải cắn răng thi đấu ở trạng thái không được tốt nhất. Tận dụng rất tốt thời cơ, Italia sớm vươn lên dẫn trước tới 2 bàn ngay trong hiệp 1 do công của Barella và Insigne. Bỉ gỡ lại được một bàn từ chấm phạt đền của Lukaku, nhưng không tài nào xuyên phá thêm ở 45 phút sau đó. Qua đó, tỷ số 2-1 được giữ nguyên sau 90 phút. Và từ bán kết cũng là lúc Italia đối diện với thách thức lớn nhất của mình từ đầu giải tới giờ. Tây Ban Nha đã kiểm soát bóng hoàn hảo vào trận đấu, đặc biệt là hiệp 1 thời gian thi đấu chính thức. Họ tạo ra rất nhiều cơ hội và chỉ may mắn mới giúp cho Italia không để thủng lưới. Sức ép của La Rosa lớn tới mức một trung vệ dày dặn như Bonucci cũng phải thốt lên, đây là trận đấu khó khăn nhất sự nghiệp của anh. Nhưng đúng vào lúc thời điểm bị ép nhất, bản lĩnh vượt khó của Italia đã được thể hiện. Trong pha phản công mạch lạc hiếm hoi, Chiesa đã tỏa sáng một cú cứa lòng siêu hạng một tỷ số trận đấu. Pha hợp công này không đủ để giúp Italia giành chiến thắng trong 90 phút, nhưng bản lĩnh của Azzurri tiếp tục được thể hiện trong hai hiệp phụ kiên cường và cả loạt luân lưu cân não. Ở đó, Donnarumma và Jorginho đã trở thành người hùng khi tỏa sáng rực rỡ. Italia giành thắng lợi 4-2 ở loạt đấu súng để tiến vào chung kết gặp chủ nhà Anh. Dưới bàn tay dẫn dắt của Mancini, Italia đã trở thành một khối thống nhất. Họ không có nhiều ngôi sao đạt đến đẳng cấp thế giới, nhưng lại có một siêu sao duy nhất trên băng ghế huấn luyện là Roberto Mancini. Mọi hành động của Mancini đều tạo được cảm tình đối đáp với các học trò và xây dựng nên một tập thể đoàn kết. Với những sức mạnh như đã thể hiện, các bạn có tin Italia sẽ đánh bại đội tuyển Anh trong trận chung kết Euro 2020 để lên ngôi vô địch hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment nhé! Đừng quên like, subscribe và ấn nút chuông theo dõi để ủng hộ đội ngũ làm nội dung của Tài Bóng Đá. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo!